Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Online sẽ gửi tới các bạn bài phân tích và bình luận nhanh của các bạn một trận đánh thuộc thể loại pháo đầu công phá hệ thống bình phong phương án vào tầm tuyến 4 của kỳ thủ cờ đỏ đi tiên là danh tướng tư siêu của Giang Tô đại chiến cùng Đông Phương Điện Não Lê Đại Hoa và đấu tranh đánh trong mùa giải của Dương Luân Bôi năm 2018. Bên tiên tư siêu chơi thiên thủ anh lập tức chơi phương án pháo 2 bình 5. Bên đen Lê Đại Hoa mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3 ra xe và 3 tiến 1. Bên đen tách pháo hình thành tam bộ hổ. Bên tiên mã 8 tiến 7 và đường cờ tiếp theo. Binh 3 tiến 1 tiến tốt để mở đường cho đường mã về sau. Pháo 8 tiến 4, mã 2 tiến 3 và tiếp theo đường cờ xe 1 tiến 1 chơi phương án hoành xe. Đánh cờ hình trên thì bên có hai biến chính có thể đi, một là phương án cờ mã 3 tiến 2 là biến trong thực chiến. Ngoài ra có thể lập tức đi phương án cờ xe 8 tiến 4 ngay, cũng là một điểm hình khá hay dành cho bên đen. Trong thực chiến của ván đấu này, bên đen của Lê Hoa cầm hậu thủ đi phương án cờ theo nhánh cờ số 1 đường cờ mã 3 tiến 2. Bên đỏ mã 3 tiến 4 tấn công trung lộ. Bên đen tượng 3 tiến 5. Vật qua ngay và đường cờ tiếp theo đường cờ xe 8 tiến 4 có thể bình qua đè mã của bên tiên và ra có thể trực tiếp địa thống cờ xe 8 tiến 5 để tấn công vào con tốt 3 của bên đỏ. Các bạn thấy đây là một hình cờ cũng khá hay và có nhiều đường phản cao. Trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đen của Lê Hoa cầm hậu thủ, ông đi phương án cờ xe 5 tiến 4. Bên tiên chơi xong hoành xe, lắc qua và lập tức đường cờ xe 9 binh 4. Vậy các bạn thấy được nếu mà đi đường cờ thoái con mã về là một cái đường cờ không tốt. Khi đó bên đen hoàn toàn có thể ra được xe 1 binh 3, có thể tận dụng cái ưu thế để có thể nhấc binh 3, có tính phản công cũng khá mạnh. Trong thực chiến của hình cờ bên tiên của tứ siêu cầm, tiên thủ lập tức chơi phương án chạy xe qua để ngăn đường ngay. Bên đen mã 2 tiến 3 có thể tấn công vào pháo chiến, xe 1 bình 3 và mã 3 tiến 5. Tượng qua, bình 3. Các bạn thấy được sau đường cờ bình 3 thì bên tiên đã không đi được cờ nhất tượng đến 7. Bởi đi như vậy là bên đen sẽ có thủ pháp xe 1 bình 3 ra xe để tranh lộ ngay. Trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đỏ đi một đường cờ rất cao tay và chính xác, hệ thống bình 3 tiến 1 ngay, khiến cho bên đen đã phải thoát xe đi. Bởi nếu mà sai lầm, dùng xe ăn tốt thì sao? Khi đó bên đỏ sẽ có thời cơ để vật tượng ngay, bạn thấy là sẽ chết xe. Thoái tượng về thì xe lên thôi, còn trong bối cảnh nhấc sĩ qua thì vẫn bị pháo thoái về bắt xe. Đây là hình cờ mà bên đen sẽ phải thua trận. Rõ ràng là với đẳng cấp kỳ vương của mình thì bên đen của đội hoa không đi được cờ như vậy. Trong thực chiến của ván đấu này, ông đi đường cờ xe 6 tới 2 nhưng cũng không phải là biến tốt. Ngoài ra có thể trực tiếp đi đường cờ tách con xe qua lộ 2. Đây là một cái biến hóa có tính phản công, hai bên đều có những đường phản nhất định trong hình cờ. Trong thực chiến của hình cờ, bên đen lựa chọn phương án xe 6 tới 2 đã tạo điểm đánh dành cho bên tiên. Đầu tiên là đường cờ lăng mã qua, ép đấu xe qua và xe 3 bình 4. Các bạn thấy đánh ra cờ ra hình này thì bên đỏ bắt đầu có thế tấn công khá mạnh. Bên đen mặc dù binh 3 nhưng mà bên tiên chỉ cần đơn giản thoái mã về thôi. Sau khi thoái mã thì các bạn thấy là cái thế công của bên đỏ đang có tính dồn quân sang một cánh và đang ưu được con binh 3. Bên đen xe 1 bình 3, bên tiên tiếp theo đường cờ tiến xe để có thể yêu cầu cái thủ pháp mã 2 tiến 3, nếu mà pháo vượt qua là có thể chém một trung lộ ngay. Bên đen không muốn mất tốt đầu, lập tức bình 5. Bên tiên vẫn là đường cờ mã 8 tiến 6 tiến lên vị trí mã quỳ để thể thoát qua lộ 4. Đầu cây pháo qua vừa đường cờ pháo vật qua biên. Bên đen pháo 9 tiến 4. Bên đỏ bình 3 pháo thoát đi vào đường cờ tiếp theo binh 3 tiến 1, còn thấy đây là hệ thống tấn công mà bên đen bắt đầu đáng lo ngại trong hình cờ này. Binh 9 tiến 1 và tiếp theo lựa chọn rất chính xác hệ thống cờ mã 6 tiến 4 ngay cho nhảy xuyên cung để có thể phát triển mã tấn công. Trong hình cờ này các bạn thấy được nếu mà sai lầm bên tiên đi đường cờ đóng con pháo vào trung lộ để tấn công gấp thì sao, khi đó bên đen hoàn toàn có thể đi đường cờ xe 3 tiến 3, đây là cái thủ pháp có thể mai phục. Tiếp theo là đường cờ pháo 9 tiến 1 đe dọa bắt quân. Trong thực chiến của trận hình, bên đỏ của tứ siêu cho nhảy mã 6 tiến 4, nhảy qua đường xuyên cung. Bên đen thoái sĩ về đảo hình, bên tiên tiếp tục lăng mã tấn công. Các bạn thấy cái vị mã của bên đỏ đang tỏ ra khá mạnh. Nhảy qua và đường cờ xe 3 tiến 2 để thì phòng thủ ngay lộ tứ. Bên tiên đặt xe qua biên để tấn công, và trong thực chiến cảm thấy áp lực khá nhiều từ hai cánh. Bên đen của Lưu Đại Hoa đã lập tức cầm con tướng chạy qua lộ 4 ngay.
Các bạn thấy trong nghiên cứu này, nếu mà sai lầm, chủ quan mà có thể nghĩ rằng tượng có thể thoái về mà đi binh ba, khi đó bên tiên có thể đông chiếu ngay. Tượng thoái về là cắm tiếp pháo, hình công là rất mạnh và đen sẽ đứng ở cái thế thua cuộc. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen của Lễ Hoa đã phải chạy tướng qua trước. Bên tiên đã có thời cơ đâm chiếu và vạt phá qua, các bạn thấy thành hai thế tấn công ở hai cánh đều rất mạnh. Bên đen xe 3 tiến 1, bên tiên đâm chiếu và thoát mã đi, mã 2 thái 3 vút về đầu tượng. Chạy vào giữa trung lộ, lắc tốt qua, lên tượng, cản đường và tách con pháo qua biên, đe dọa thủ pháp tiếp theo. Các bạn thấy là sẽ có đường cờ binh 4 tiến 1, hình thành hai thế cộng kìm tấn công rất mạnh rồi. Tiến binh ngay, và trong thực chiến thì đúng ra là bên này có thể đi cờ thoái dị về, mặc dù vẫn là kém hơn khi mà bên tiên sẽ có thủ pháp đi cờ xe chặt dị ngay, còn hình cờ cũng rất mạnh. Trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đen lựa chọn phương án thoái con pháo về, và tình huống này đã tạo điểm đánh dành cho bên đỏ. Bên đỏ vượt từ siêu sau một vài nước cờ cấp thời gian bằng những đường cờ chiếu xe qua lại, đã quyết định đi được phương án lắc tuột qua bắt chết con pháo đen. Bên tiên binh 5, bên đỏ ăn qua chiếu ngay, thoái dị về và tiếp theo thu về, có thể đe dọa tấn công vào lộ 4. Bên đen tiếp theo là thoái tướng trước, bên tiên ăn qua xe lên và đường cờ mã 3 tiến 5 tiến mã lên trung lộ để thể mai phục những đường cờ tấn công. Và sau khi bên đỏ của từ siêu đánh thành cờ này thì bên đen trong thực chiến đông phương đến đạo Liên Hoa cũng đã phải buông cờ nhận thua trong hình cờ rất là khó đỡ dành cho bên đen. Cậu thấy được đây là hình cờ mà bên đỏ đang ưu thế hơn một đầu quân và hơn được cả đồng tốt nữa. Trong bối cảnh mà bên đen sai lầm đi tiếp vào đường cờ lắp tướng vào, cậu thấy là sẽ bị dính cục ngay khi mà có tình huống tiến xe và thả mã. Trong biến khác, nếu mà bên đen đi phương án cờ chạy con pháo qua lộ 3 để thủ thì sao? Khi đó bên tiên vẫn là đâm chiếu thôi, chiếu tiếp và thả đường cờ mã 5 tiến 3. Hình cờ vẫn là rất mạnh dành cho bên tiên của danh tướng Từ Siêu. Như vậy, kênh học của Tướng Live vừa phân tích và bình luận nhanh của bạn và đánh trên đánh trong khuôn khổ của giải cờ tướng Rước Luân Bôi năm 2018. Sau đây xin mời các bạn cùng nhau theo dõi lại một lần nữa toàn bộ diễn biến của vở đấu này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.将军。